Mưa gió bão táp cũng làm việc, nửa đêm thức tới sáng là chuyện thường. Mỗi ngày được ngủ 3-4 tiếng cũng coi là xa xỉ. Ai cũng nói làm phim cực lắm, vậy làm phim có gì vui? Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Hỏi Đáp cùng The Ngáo, tức là các bạn hỏi, Hàng Ngáo trả lời. Nhưng mà hên xui tùy câu hỏi nha. Qua quá trình đăng tải các video clip trên kênh The Ngáo thì Team Ngáo nhận được rất nhiều các câu hỏi của các bạn ở từng video clip mà rất tiếc là Team Ngáo không có khả năng trả lời hết được. Vậy nên bắt đầu từ chuyên mục Hỏi Đáp số đầu tiên này, các bạn hãy đặt câu hỏi ở comment ngay bên dưới nhé. Hỏi gì cũng được, thích gì hỏi nấy, còn trả lời hay không là chuyện của tôi. Các câu hỏi mà các bạn đặt ra ở đây mình sẽ tổng hợp lại và trả lời ở số tiếp theo của chuyên mục Hỏi Đáp. Còn nếu các bạn hỏi ở những video clip khác thì hên xui ha, tại đôi khi mình không thể đọc hết được, mong các bạn thông cảm. Rồi, bây giờ để bắt đầu cho số hỏi đáp đầu tiên thì mình sẽ trả lời một câu hỏi mà rất nhiều bạn đặt ra, đó là ông Ngáo làm cái gì vậy? Vì sao mà ông gặp được nhiều người nổi tiếng? Vì sao ông được mời đi premiere? Một phần của câu trả lời đó là mình đi làm phim. Trong vài năm qua thì Team Ngáo đang chập chững tham gia các đoàn phim để học hỏi và hiểu hơn về sản xuất phim ảnh ở Việt Nam. Do đó nên là sau này nếu có những điều gì thú vị trong lúc làm phim, Team Ngáo sẽ chia sẻ với các bạn đó nha. Nếu mà các bạn đã theo dõi kênh Ngáo một thời gian thì chắc các bạn cũng biết là năm ngoái thì Hà có tham gia sản xuất một bộ phim của Chánh Phương là Hùng Papa Da Con Gái. Bộ phim mà vai diễn chính là Thái Hòa và Katie Nguyễn đó. Trong bộ phim này thì mình tham gia với vai trò là trợ lý riêng của đạo diễn Ken Ochi. Anh ấy là người Nhật sống ở Mỹ cho nên anh không có hiểu tiếng Việt, cho nên mình vừa là thông dịch viên vừa là trợ lý riêng của anh ấy trong quá trình chuẩn bị và sản xuất bộ phim. Qua đó thì mình đã học hỏi được rất nhiều ở các vấn đề từ khâu biên kịch, tức là soạn thảo kịch bản cho bộ phim đó, cho tới làm việc với diễn viên. Ngoài Ken ra thì mình cũng may mắn học được rất là nhiều điều hay ho từ anh đạo diễn Việt Kiều Charlie Nguyễn. Trong làng điện ảnh Việt Nam thì cái tên Charlie gần như là bảo chứng cho chất lượng cái bộ phim rồi hen. Đó chính là niềm vui đầu tiên khi đi làm phim với các bạn, đó là gặp gỡ và học hỏi. Còn niềm vui thứ hai chính là gặp gỡ và vui chơi. Trong quá trình làm phim thì đương nhiên là mình tiếp xúc với rất nhiều các diễn viên. Qua đó thì có cơ hội chơi chung với họ để mà hiểu được hơn con người của họ đằng sau ống kính là như thế nào, dễ thương chỗ nào mà dễ ghét chỗ nào. Bật mí là hầu hết các diễn viên đều rất thân thiện và cởi mở nha. Còn niềm vui thứ ba đó chính là được coi premiere phim chứ còn gì nữa, tức là coi phim trước mọi người vài ngày đó. Cuối năm 2018 thì Team Ngáo có cơ hội tự mình thực hiện một bộ phim ngắn luôn. Và trong bộ phim này thì Hà Ngáo vừa là biên kịch vừa là đạo diễn của phim. Và có một thông báo quan trọng gửi đến các bạn là bộ phim ngắn với cái tựa Satoshi Hu sẽ có buổi ra mắt chính thức vào ngày 24 tháng 10. Thông tin để đăng ký xem bộ phim này mình để link ngay bên dưới đây nhé. Và nếu các bạn ở Sài Gòn mà rảnh rỗi vào chiều tối ngày thứ tư 24 tháng 10 thì các bạn có thể đăng ký đến xem phim ngắn và giao lưu với ekip làm phim, trong đó có Hàng Áo và có 3 diễn viên chính bộ phim, bao gồm anh Hiếu Hiền, bao gồm bạn Cindy Harris và bao gồm bạn Hữu Vi. Thật ra là rất là trông ngóng luôn, bởi vì cả Team Ngáo cũng chưa được xem bản chiếu cuối cùng bộ phim nữa. Để giới thiệu sơ với các bạn thì đây là một bộ phim về Bitcoin do Remitano hỗ trợ thực hiện. Bộ phim sẽ xoay quanh câu chuyện về một cô nàng người Mỹ muốn khám phá bí ẩn về Satoshi, người đàn ông đã tạo ra Bitcoin mà tới giờ thì cả thế giới vẫn không biết được ông ta là ai. Do là bộ phim cố ý khai thác về chủ đề Bitcoin và sẽ trình chiếu ở các nước khác nữa, nên thứ nhất là bộ phim sẽ không phải là một phim hài hước hay là đậm chất ngáo gì đâu, kiểu thanh niên nghiêm túc đó nha. Thứ hai là các nhân vật trong phim hầu như hoàn toàn sử dụng tiếng Anh. Không biết là bên phát hành phim sẽ chèn phụ đề như thế nào vô phim nha, cái này mình chưa biết nữa. Điều thứ ba là do kinh phí làm phim ngắn rất là hạn chế cho nên chất lượng bộ phim vẫn còn giới hạn. Đã vậy mấy ngày quay phim còn mưa bão bánh sát luôn, cho nên thời gian quay rất là hạn hẹp. Mà nói vậy chứ nó vừa cực vừa vui á. Bộ phim chỉ quay trong vòng có 3 ngày thôi, nhưng mà tất cả các thành viên đều bị hành cho banh xác hết. Ngày cuối cùng á, hết kinh phí rồi, bản thân anh chàng đạo diễn hình ảnh phải cầm máy chụp hình để mà quay phim á. Còn các bạn biết á, cái anh chàng mà cầm tấm phản quang để hắt sáng là ai không? Đây, con máy chuẩn bị ánh sáng được chưa ánh sáng ơi? Hay là ánh sáng của chúng tôi. Các bạn theo dõi kênh Ngáo chắc cũng không lạ gì đúng không? Bản thân anh Hiếu Hiền và cô nàng Cindy Harris rất là dễ thương đã hỗ trợ Team Ngáo thực hiện bộ phim này và tận tới bây giờ vẫn chơi thân với mình. Cả hai đã từng xuất hiện trong các clip Ngáo trước đó rồi đó, nhớ không nè? Anh Hiếu Hiền thì không lạ gì rồi đúng không nào? Còn Cindy là cô nàng mang trong mình dòng máu Lai, cô ta cũng đã đóng chính trong bộ phim Clee Việt Nam đó. Còn anh chàng đẹp trai Hữu Vi thì không có ở Sài Gòn, nhưng mà ngày 24 thì anh ta cũng bay vào tham gia ra mắt bộ phim. Tới đây thì mình cũng hiểu vì sao mà các diễn viên đều nói là đi phim rất cực, nhưng đó là một trải nghiệm khó quên, rất đáng nhớ, phải có được trong đời. Chia tay sẽ nhớ, đi phim sẽ nghiền. Bởi vì trong một khoảng thời gian tập hợp lại, sống cùng nhau, làm việc cùng nhau,
chia sẻ cùng nhau những điều khó khăn và thú vị ấy. Đương nhiên là những diễn viên, những nghệ sĩ cũng là những con người vô cùng thú vị. Trước khi phim bấm máy thì quá trình chọn bối cảnh để quay cũng rất là tuyệt vời. Mình được đi đến những nơi xinh đẹp, ăn thức ăn ngon. Tóm lại là đi chơi đó, sướng lắm. Đi chơi nhìn cho sướng mắt rồi chọn chỗ đẹp làm địa điểm quay. Khi quay phim thì cực lắm vì hầu như lúc nào cũng có điều ngoài ý muốn phát sinh. Cụ thể như ở Satoshi Hu thì trời mưa to lắm, ai cũng bị mưa tạt ướt mem hết, vui dễ sợ. Tóm lại thì đây là những ngày tuyệt vời nhưng mà cũng mệt dữ lắm. Tuy là bộ phim mang chủ đề Bitcoin và được quay trong điều kiện rất là hạn chế nhưng mà cũng mong được mọi người ủng hộ. Nếu ai đến học xem phim thì đến để giao lưu với Hà Ngáo cũng được đúng không nè. Rồi còn hiện giờ thì Hà Ngáo cũng đang tham gia một bộ phim khác, có một vai nhỏ xíu thôi. Nhưng mà chưa có thông tin chính thức để đưa đến các bạn. Trong khoảng giữa tháng 11 này, khi đoàn phim đăng thông tin chính thức thì mình cũng tiện thể khoe với mọi người luôn ha. Khi tham gia bộ phim thì tính ra mình đã tham gia các bộ phim từ khâu biên soạn kịch bản nội dung phim cho tới tuyển diễn viên hay còn gọi là casting đó. Rồi lịch sản xuất, chọn bối cảnh, tập thoại cùng diễn viên cho đến lúc bấm máy quay phim hậu kỳ cho đến lúc hoàn thành và phát hành bộ phim luôn. Tuy là chưa có hàng chục năm kinh nghiệm nhưng tính ra thì mình cũng đã tham gia hết các khâu để thực hiện một bộ phim rồi, cho nên mình đã có những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết nhất định về những khó khăn khi mà thực hiện, khi mà sản xuất một bộ phim và những cái điều khó khi mà phải đối mặt với vấn đề kiểm duyệt phim. Những vấn đề này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở những video clip sắp tới. Mọi người cùng đón xem nhé. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại sớm thôi.